chị luôn có những đóng góp tích cực cho phong trào của chi hội phụ nữ khu phố ba. Chị đã từng đoạt giải khuyến khích trong các cuộc thi ảnh quảng cáo duyên dáng cùng áo dài việt năm 2022 do hội liên hiệp phụ nữ phường Tam Quan tổ chức.
áo dài di sản văn hóa Việt Nam.